quý vị hay lái xe hàng ngày vào buổi sáng nhất là vào buổi tối thưa quý vị quý vị có cảm thấy rất là khó chịu khi cái chiếc xe đối đầu với mình nó chiếu cái ánh sáng thẳng vô mặt với mình như vậy thì nó rất là khó thấy và ông thưa quý vị và cái điều đó xảy ra cho tất cả những cái tài xế không những nhi không những lê thái mà như tin là cho tất cả quý vị nữa rất là khó chịu nhưng một cái tin mừng sắp tới đây đó là uh, các nhà quản lý của đường cao tốc Hoa Kỳ họ đưa ra một trong những cái loại đèn pha công nghệ đó là đèn pha cảm ứng thưa quý vị. Cái đèn pha này đưa ra nó rất giúp cho nhận giúp cho tài xế và giúp cho chúng ta rất là nhiều trong có nghĩa là nó có khi mà thấy cái xe đối diện đi tới thì nó sẽ không chói tức là thẳng mắt vô trong chiếc xe nữa mà nó chỉ làm sáng lên khi nào mà đi vô trong những cái bóng tối mà thôi thì các cơ quan an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia cho biết họ đã ban hành một quy tắc cuối một cái quy tắc đó là một cho cái loại đèn cảm ứng sẽ được đưa ra trong vài ngày tới và đèn pha là được sử dụng ở châu Âu và có đèn LED là nó có thể tập trung vào trong bóng tối hơn là tập trung vào những cái chiếc xe đối diện trước mặt của nó và có người lái thì khi mà như vậy thì họ giảm được cái cường độ uh, lái xe rất là nhiều và cảm biến uh, này cái cảm biến máy này cái cái loại đèn này nó có thể giúp cái tính chính xác của cái loại ánh sáng và nó có thể tự di chuyển nó có thể tự biến đổi cái ánh sáng trong bóng tối thưa quý vị nó rất là hữu, và hữu ích và quy tắc cuối cùng này thì họ nghĩ rằng sẽ cải thiện được sự an toàn cho người đi bộ và bên cạnh đó cho người đi xe đạp nữa như quý vị cũng thấy khi mà mình chạy xe hoặc là mình chạy bộ ở bên lề đường thì bỗng nhiên mình đang đi đang tối như vậy thì tự nhiên một chiếc xe nó đi tới nó chói cái cái ánh đèn nó chói thẳng vào mắt của mình thì rất là nguy hiểm đôi lúc mình không thấy chính vì vậy mà xảy ra tai nạn rất là nhiều nhưng bây giờ cái loại đèn này nó cảm ứng thưa quý vị nếu mà con người mà gặp con người thì nó không có chiếu thẳng mặt vô trong con người nữa và trong bóng tối thì cái ánh đèn nó mới lên mà thôi quy định mới được hỗ trợ được ngành công nghiệp ô tô và tất cả những cái người những tài xế lái lái xe về cái điều này rất là uh, cho mọi người mong muốn lâu rồi tất cả mọi người đều mong cái mong muốn cái điều này từ việc tai nạn mà xảy ra vì cái ánh đèn chiếu thẳng vào mặt của mình xảy ra rất là nhiều như năm vừa rồi thì năm 2021 cái con số mà số người bị tai nạn trở lên là tổng cộng là 31.720 cái tai nạn giao thông xảy ra rất là nhiều. Con số ước tính là số người chết trong các vụ tai nạn cơ giới từ tháng 1 cho tới tháng 9 là hơn 12% trong năm 2020 và từ năm 1975 những cái tai nạn giao thông xảy ra cũng rất là nhiều và những cái tai nạn xảy ra vào đêm tối vào ban đêm hoặc là tông những người đi bộ những người đi xe đạp vì cái ánh đèn nó chiếu sáng rất là nhiều cũng xảy làm cho con người bị bị mù đây thưa quý vị thì cũng xảy ra rất là nhiều hiện tại Audi đang tính với cái chi phí là 3.000 đô la thêm 3.000 đô la để mua cái loại đèn này Tuy nhiên khi mà quý vị mua xe hiện tại thì như cũng biết rằng tất cả mà xe xe hơi Toyota và tất cả những cái loại xe đều mắc hết và cái giá nó rất là cao thì nếu mà có cái đèn này nữa thì cái giá nó cao hơn là 3.000 đô la nhưng mà nó an toàn cho tất cả quý vị và bên cạnh đó thì họ vào vào ngày tới chỉ còn vài ngày nữa thôi trong tuần tới thì cái loại đèn này sẽ ra nhưng tùy theo những cái công ty ô tô những cái công ty mà sản xuất xe hơi họ có mua hay là không từ vì khi họ mua cái loại đèn pha này thì cái giá thành nó sẽ lên cao hơn thì làm ảnh hưởng tới người tiêu dùng mà theo như thái chỉ hơn 3.000 mà thôi thì nên mua từ vì cái đèn này nó sẽ giúp cho chúng ta lái xe trong đêm tối trong sương mù hoặc cho tất cả những người đi bộ và tránh tai nạn rất là nhiều. Giờ đây là một cái thứ mà chúng ta thấy vô cùng có lợi nếu mà bỏ ra 3.000 để chúng ta bảo vệ được cái tính mạng của chúng ta cũng như là người đối diện khi mà chúng ta lái xe freeway ấy, thì vô cùng có ý nghĩa đúng không chị? Yeah, yeah. Cũng không đáng bao nhiêu thưa quý vị.